Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm của website Alophone Việt Nam. Hiện tại các bạn đã nhìn thấy sản phẩm mới về ngày hôm nay được bán tại là website là alophone.vn, địa chỉ là 304/4A Trường Chinh, hoặc là bạn nào có thể ghé website là alophone.vn để đặt hàng trực tiếp, hoặc là qua cửa hàng mới mua giá ưu đãi hơn một chút xíu. Thì trước mắt các bạn đang thấy là cái phiên bản được đóng hộp rất là đẹp. Đây là cái hộp của bên công ty người ta đóng từ nước ngoài người ta gửi về. Hộp này được niêm phong rất là đẹp đẽ, nhưng mà trước khi gửi đi thì mình lại phải rạch ra, rất tiếc là bắt buộc thì mình phải rạch ra để kiểm tra máy trước khi gửi. Máy này tỷ lệ lỗi của nó là không có 100 thì 100 hoàn hảo luôn. Mình vẫn phải rạch ra để úp cái màn hình của nó là ngược lại, tại cái màn hình của nó thì lại úp ngược từ nước ngoài gửi về. Thì cái máy này có nó có model bên ngoài luôn là B35, được phân phối và bảo hành chính hãng. Bên mình thì bán và kèm theo thẻ bảo hành luôn cho các bạn. Mình sẽ rạch máy để thử kiểm tra cho các bạn thấy. Đây là hộp nguyên siêu. Đó, các bạn thấy đây là cái máy nhân vật chính của ngày hôm nay. Nó rất là đẹp, mình sẽ để cái mẫu mã nó qua một bên. Tiến với cái phụ kiện của nó trong này là gồm một pin, một tai nghe, một thẻ bảo hành, một khách sách hướng dẫn và thẻ bảo hành. Đây là viên pin. Viên pin này có dung lượng là 2500 mAh. Pin này có thể xài là theo chính thức của nhà sản xuất là xài khoảng tầm 2-3 ngày thoải mái. Nếu mà người nào xài ít thì có thể xài tới tầm 5-7 ngày. Pin máy của nó rất là mỏng và gọn, đẹp. Đây là kiểu dáng các bạn nhìn thấy kiểu Mobiado, loại máy rất là đắt tiền. Đây bàn phím giống kiểu Mobiado, mạ vàng rất là đẹp. Mình cùng lột cái lớp màn hình nó ra. Rồi, đây là cái lớp màn hình của nó. Mình sẽ thử mở máy. Ở đây chúng ta có một cái lỗ hở để cậy lên. Hai sim và một thẻ nhớ. Đây là sim lớn. Pin cái máy này trọng lượng của nó là 100g các bạn nhé. Màn hình 2.4 inch, thiết kế rất là đẹp. Mình phải nói cái máy này rất là đẹp, bán rất là chạy. Đây là giáp tai nghe 3.5 cộng micro SD. Đó, đây là cái màn hình của nó rất là mượt, các bạn thấy rất là mượt. Có thể máy ảnh FM ghi âm các kiểu đều được hết. FM thì các bạn lưu ý là không cần tai nghe luôn. Đây là rất là đẹp. Kiểu dáng thiết kế rất là tuyệt vời. Các bạn thấy cái loa nó rất là to. Đó, các bạn thấy loa rất là to. Cái máy này mình đặc biệt đó là viên pin nó xài tầm 3 ngày 5 ngày thoải mái, bạn nào xài cực nhiều mới là 2 ngày nha. Thì cái máy này được bảo hành cho các bạn là 1 năm. Pin bấm thì rất là nhẹ nhàng, tách bạch. Màn hình rất là đẹp. Chúng ta thấy đây là nhìn lại một lần nữa cái sản phẩm của ngày hôm nay. Bên mình đang bán sản phẩm rất là chạy, bạn nào nhanh tay truy cập website Alophone đặt hàng. Bên mình có rất là nhiều sản phẩm để các bạn có thể chọn lựa. Nhanh tay đặt hàng tại website alophone.vn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ đăng ký và subscribe cái trang YouTube của mình để có nhiều video đến hơn các bạn. Mỗi ngày đều có video mới, các bạn nhớ đăng ký trang YouTube nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo.